cáo trì là kính chào, bông cao là bao công, đậm nhai là đại nhân, chảo dí là chỉ giáo. Chứ làm gì có già cháu quậy nói tầm bậy thôi mà. Thì ra bà biết nói tiếng Việt. Tại vì ba Ngộ là người Hồng Kông, má Ngộ cũng là người Hồng Kông, đẻ Ngộ ở bên Hồng Chợ Lớn, cho nên Ngộ biết nói hai thứ tiếng. Siêu Cẩm Đình to gan, như vậy bà mới chỉ là hai tàu tám chứ phải ba tàu, vậy mà dám nói tiếng Tàu, làm cho bổn quan đây là bao đại nhân Hồng Kông mà nghe còn không hiểu. Đi có mi vậy, đi con tài qua ông bà băng đi à. Phá lại cả, tao còn chỉ cửa vào phư khua xe và tỏ cô vua dạ các chi treo à. Nghĩ con mi vậy, Ngộ không hiểu. Tôi nói tôi còn không hiểu, sao không hiểu được. Nè Phạm Nhân, tiếp tục đi. Bao đại ca à, thời buổi bây giờ mà ra đường thì phải biết hai thứ tiếng mới tỏ ra mình là con người sang trọng quý phái chứ. Vậy à. Mà chẳng hay bao đại ca mời Ngộ tới đây có chuyện gì quan quan trọng trọng hay không? Ngộ rất là bận bận biểu biểu, không có thời gian rỗi rỗi rảnh rảnh đâu nghe chưa. Nè, bà có nhận là đã tạo ra những nhân vật của phim bộ hay không vậy hả? Dạ đúng đó đại ca, Ngộ là bà chủ của họ, trên trên dưới dưới, phải phải trái trái, đều là đệ tử của Ngộ hết. Siêu Cảm Lên, người phải coi lại cung từ của người nghe chưa. Người nói cái gì mà trên trên dưới dưới, phải phải trái trái, làm cho cái cổ của bổn quan đây muốn treo đây nè. Tại đó là xì tai của phim bộ đó bao đại ca ơi. Nếu mà không nói như vậy, cái người ta tưởng là phim Việt Nam thì sao? Nè, bà có biết những nhân vật của bà tạo ra đó đã làm sao trộn đến cuộc sống bình bình an an của dân chúng hay không vậy hả? Rồi. Tới phiên ông bị nhiễm nhiễm nữa rồi à. Sao ta mà có sao? Bao đại ca à, những cái chuyện xảy ra như vậy đâu phải là lỗi ở Ngộ. Tại họ đó, Ngộ làm phim ảnh đó là cho họ giải trí. Ngày ban ngày họ đi làm mệt mỏi, bây giờ tối về coi một cuốn phim bộ cho đầu óc nó thảnh thôi. Họ phải cảm ơn Ngộ mới được chứ, tại sao lại nói Ngộ nữa? Siêu Cẩm Liền to gan, người có biết là những nhân vật trong phim bộ của người đã khiến cho nhiều người thức tới 4-5 giờ sáng. Thức tới 4-5 giờ sáng, sáng dậy đi làm trễ, vô bị chủ đuổi rồi thì bị thất nghiệp rồi đâu có tiền trả tiền nhà, không có tiền trả tiền nhà thì bị homeless. Người có biết không vậy chứ hả? Bao đại ca à, bao đại ca nói tiếng ngoại quốc, homeless là gì Ngộ đâu có hiểu. Di Tiểu Bảo. Dạ. Chuyện âm tiếng Việt. Dạ. Homeless có nghĩa là không có cơm ăn, không có quần áo mặc, sống lang thang ở ngoài đường á. Thấy ghét à. Trời ơi, người ta nói chỉ có hai chữ mà nhà ngươi chuyển âm thành tới 12 chữ. Homeless nói gọn là bụi đời đi. Tự nhiên giữa công đường xuất hiện ông già 70 tuổi, đứa nít 7 tuổi. Người ta đang chuyển âm mà. Tất cả giữ im lặng để cho bổn quan xử án. Tội nhân nghe tiếp đi. Chưa kể những người mê coi phim bộ, sáng vô sở ngủ gà ngủ gật gây tai nạn tại sở làm. Như vậy việc làm của bà đã ảnh hưởng đến mạng người đó, bà có biết không? Còn nữa, bà có biết là việc làm của bà đã làm thiệt hại nhiều nhân tài của đất nước hay không? Bọn nhỏ vì mê coi phim bộ, bỏ học bỏ hành, lớn lên trở thành những kẻ nghèo nàn ngu dốt. Mà trong một đất nước có những kẻ nghèo nàn ngu dốt như vậy thì đất nước nó sẽ trở thành như thế nào? Sẽ bị diệt dân, bổn quan tuyên án. À! Nhà nội ơi, cơ gô chuồng bích, trời ơi mạnh. Bổn quan tuyên án bà Siêu Cẩm Liền can tội phản dân hại nước. Ngộ phản đối. Phản đối vô hiệu. Vô hiệu
cũng phản đối. Ai dám làm gì ngộ đi chứ. Nói chuyện lạng quạng á, ngộ cắt hợp đồng hết là đói nhăn răng đó nghe chưa. Bao đại nhân mình sẽ... Bao đại ca. Thôi, nhường một bước mà tiến lên ngàn dặm. Đừng có nóng mà nó hư sự. Nè, tội nhân, có gì muốn nói thì cứ tự tiện mà nói đi. Ngộ muốn nói đó là những cái chuyện đó nó phải là lỗi tại ngộ. Phải. Tại tụi nó không có biết sắp xếp thời giờ. Lúc nào làm là làm, lúc nào giải trí là giải trí. Đúng. Còn mấy đứa con nít đó hả, thì cha mẹ phải coi chừng, cho học hành xong rồi đó mới cho coi phim bộ. Phải. Còn ngộ nè, ngộ làm phim chừng nào dở thì ngộ chịu trách nhiệm. Còn mà cái quyền coi phim á là quyền của tụi nó, mắc mớ gì tới ngộ chứ. Đúng. Nè 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 nè, Hoàng Châu Cá Cáp, Di Tiểu Bảo, Triển Hồ vậy. Dạ. Triển Hồ Sát, các ngươi cứ giúp đuôi nghe chưa. Giúp đuôi. Vì vậy tôi hỏi ngươi, còn cái chuyện này có mắc mớ tới ngươi hay không? Còn chuyện gì nữa đây Bao đại ca? Người đã làm phim giả, làm rối loạn dân chúng, có hay không? Bằng cớ đâu mà đại ca nói như vậy? Bằng chứng hả? Triển Hồ vậy. Dạ. Đưa hai tay. Dùng phép. Cái nè, ta hỏi bà, tại sao có tới 7-8 thằng Sở Lưu Hương, 3 thằng Dương Quá, 3 thằng Di Tiểu Bảo, 3 thằng Trương Vô Kỵ, 3 thằng Quách Tĩnh, 4-5 thằng Lệnh Hậu Xung, và quan trọng là có tới 2 thằng Bao Công? Ông làm những cái gì? Tôi với ông không phải là 2 thằng Bao Công sao? Ngoại trừ ông giống cái thằng Triển Hộ Sản của ông, hơi nhẹ một chút thì một thằng nữ thôi. Vậy tôi hỏi ngươi, như vậy làm sao phân được ai thật ai giả đi chứ hả? Thưa Bao đại ca, trong cái vấn đề mà phim ảnh làm ăn thì phải cạnh tranh, mà khi cạnh tranh thì phải đổi mới, thì khán giả mới không nhàm chán chứ. Nè, nhưng mà bà cứ làm phim cũ hoài á, người ta biết hết nội dung rồi thì đâu còn gì hay nữa đâu, phải không chị Châu? Triển Hồ Vệ. Ta không phải là Triển Hồ Vệ, ta là Triển Hộ Sản. Triển Hộ Sản. Ta nói cho ngươi nghe, tại vì người Việt Nam coi phim lẻ quá đi, cho nên bộ biên kịch của ngộ không có soạn được kịch mới, cho nên ta phải làm lại những phim cũ mà thật là hay. Ta đổi tài tử mới hết. Tụi mới nó trẻ nè, nó đẹp nè, nó đóng hay nữa nè. Khán giả thích quá cho nên ta bỏ tiền đầy túi là đủ rồi. Còn những cái vụ mà mê phim bộ đó, bây giờ ta có cách giải quyết như thế này. Giải quyết như thế nào? Hồi đó trước mỗi cuộc phim bộ, ta có cảnh cáo cấm in sang phim lậu. Nhưng bây giờ ta thay đổi. Thay đổi cách nào? Warning, yêu cầu quý vị coi phim bộ, xin đừng lợi dụng phim bộ mà ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Nếu ai vi phạm thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Hay, 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 hay. Khá khen cho người biết ăn năn sửa đổi. Nghĩ lại người cũng có công góp phần làm đẹp cho cuộc đời. Dạ. Bốn quan tuyên án bà Siêu Cẩm Liên vô tội, tha bổng trước ta. Yeah. Bao đại ca anh minh. Còn về phần Hoàng Châu Cát Cát, có tiện nữ. Ngươi chỉ vì một chút tị hiềm ganh ghét mà ảnh hưởng đến bản thân người khác. Ta đề nghị với công ty điện ảnh cắt hợp đồng của ngươi trong cái vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim Hoàng Châu Cát Cát phần 3. Chuyện nhỏ, bây giờ tiện nữ không thèm đóng phim bộ nữa, dài dòng nhức đầu quá. Đóng phim cine sướng hơn, tiền nhiều khỏe thân. Còn Di Tiểu Bảo? Dạ có. Cấp cho một vé máy bay first class. Nói tiếng Anh chuẩn lại chút xíu đi đại ca. Để trở về công ty tiếp tục đóng phim, góp phần làm vui cho cuộc sống. Đa tạ nhị vị trưởng lão. Di Tiểu Bảo. Dạ có mặt. Hoàng Châu Cát Cát. Dạ có. Theo ta về Hồng Kông cho kịp giờ thu hình bộ phim mới.
Tân dòng sông ly biệt. Nè, cái bộ đó làm rồi mà làm hoài vậy? Làm rồi làm lại có sao đâu, còn khán giả là có người coi sợ gì. Chị ba, trời ơi, chị ba bữa nay đẹp quá ha. Chị ba mặc áo sặc sỡ lạc quá ha. Em nói chị ba nghe nè, bên hãng nó có vai nào không cho em vai đi, khai phong phủ sắp khai băng Rossi rồi đó. Bà chủ ơi, coi có vai nào cho thằng một vai với bà chủ. Được. Triển Chiêu Hồng Tâm, tướng tá cao lớn mạnh khỏe, ta sẽ cho ngươi về Hồng Kông đóng vai bodyguard. Yeah. Còn em? Còn nhà ngươi đó hả? Triển Chiêu Đài Loan nè, nhỏ thó nè, xấu xí nè, lại mà còn ẹo nữa. Bên Hồng Kông ta có thứ này nhiều lắm rồi. Cho nên ta đề nghị thôi đi về học chuyển âm phim đi nghe con. Rồi mai mốt có gia thái giám người ta cho gọi đóng phim. Dạ, tối chè thanh kiều merci, cảm ơn. Nói gì nhiều thứ tiếng vậy? Em nói nhiều vậy khỏi mất công chuyển âm. Dạ, xin cáo từ nhị vị đại nhân. Không tiện. Hoàng Châu Cát Cát có. Di Tiểu Bảo. Dạ có. Triển Chiêu. Có thần. Theo ta lên phi trường kịp giờ chuyến máy bay. Bye bye. Bye bye. Bao đại ca, còn về phần hai đứa tụi mình là thì như thế nào hả? Tôi về Đài Loan, ông về Hồng Kông ăn Tết. Ông về Đài Loan ăn Tết đi, còn tôi ở lại Bô Sa ăn Tết với người Việt vui hơn. Cái đó tùy ông nha. Sau đó chúng ta chia nhau đi khắp nơi giúp cho dân chúng giải tỏa những nỗi niềm oan khúc và tiếp tục đem công lý bình an đến cho mọi người. Đúng vậy. Triển